chào tất cả các bạn. Và trong cái series mồi của Thế Giới Đầu Câu thì Thế Giới Đầu Câu muốn giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm mồi dòng đánh cá lóc tiếp theo, đó chính là dòng sản phẩm của Piano Tackle. Như mọi người biết thì Piano Tackle là một cái thương hiệu của Singapore, và con mồi này thì được sản xuất tại Thái Lan mọi người ha. Đó, và đây là cái tổng quan bên ngoài của nó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra cho mọi người xem ha. Đấy. Có in chữ Pioneer Tackle trên này, logo luôn. Thì các cái dòng sản phẩm của Thái Lan thì đây là mồi đánh cá lóc mà nó có chống vướng bằng dây điện này. Mình ấn tượng nhất ở cái con mồi này á là ngoài cái action thì chắc chắn là nó sẽ dùng cho đánh cá lóc rồi, thì đó chính là cái lưỡi, cái cặp lưỡi này. Lưỡi nhìn là rất là ngầu. Đấy, cặp lưỡi nhìn rất là ngầu. Đó. Và thiết kế của nó thì từ đây là bằng, sau đó hạ dốc xuống đây. Góc cạnh hình đa giác. Mặt sơn, đây là mặt sơn bên ngoài, thì cái này là bằng gỗ rồi ha. Bằng gỗ rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem cái action của con mồi này ở dưới nước thì nó sẽ như thế nào nhé. Mình sẽ gài cái này vào đây đã. Sau này cái dây điện này thì các bạn sử dụng thì có thể cắt bớt đi theo cái nhu cầu của người dùng ha. Đây là con mồi khi mắc, mình sẽ tháo cái que này ra. Rồi. Đó. Đó là action của cái con mồi Pioneer này nhé. Thì đây là cái dòng đánh cá lóc mà nên mồi nổi mà. Thì nó đi sẽ có cái tua rua ở phía sau, mọi người thấy không? Tua rua phía sau đó. Và con này thì nó sẽ là cái độ hở trên mặt nước nó khá cao, tại vì nó thiết kế do cái này là chúng ta thấy cái phía trên nó bằng nên nó sẽ nổi trên mặt nước nó khá nhiều. Đây, đó chính là cái con mồi Pioneer Tackle. Thì Thế Giới Đầu Câu giới thiệu cho mọi người để cho mọi người có thêm những cái lựa chọn trong cái việc mà đi câu cá lóc, thì có thêm những cái lựa chọn về các dòng sản phẩm mồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký kênh và xem thêm nhiều sản phẩm từ Thế Giới Đầu Câu để biết thêm những cái công dụng cũng như là cách lựa chọn các sản phẩm hợp lý cho chuyến đi câu của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.